Hello, một xin các bạn chào các bạn chào mình là Dung Bao đây. Hôm nay chúng mình sẽ chơi Free Fire nhá. Thì trước Wait a minute. Ô, mẹ siêu nhân kìa. First blood. Ace. Không sao, úi trời địch. Mà sao thấy úi kìa, áo thật đấy. Địch. Bật cu lên, Đấy rồi, đây này. Mình sẽ giết hack luôn này. Si. Ui mẹ bạn. Ui siêu nhân. Ui. Cố lên bạn ơi, giết được thằng hack là tốt rồi. Cái bọn đồng đội của nó chỉ là một trong những thằng kẹp hack thôi em ạ. Chỉ là kẹp hack thôi nhá. Ok, trận này cầm... Đéo bắn là trúng bên nào ạ? Cầm súng sạc. Cầm súng sạc mình bắn phát chết luôn đi bạn. Hy vọng bắn phát chết luôn đi. Nó bắn súng sạc nhanh rồi. Nó không phải giữ tâm một bên chết một đứa. Đúng rồi. Nó không phải lặp lại. Cẩn thận đi bạn. Nó lao ra phát là chết. Mẹ nó bắn nhanh thế. Mẹ siêu nhân bắn nhanh thế. Ui ôi. Ui siêu nhân. Ui siêu nhân. Giật vào như thật ấy. Bắn vỡ đầu luôn em ạ. Đấy nó bắn lên thành kìa. Cay. Ok các bạn, trận này căng rồi. Dịch có siêu nhân bắn kinh. Không ăn được cái này bạn, đúng rồi, tố cáo hết đi. Nói chung thì anh em không nên hack nhá, vì hack là một tội ác. Hack là một tội ác. Mỗi người một góc nhá. Một góc. Chết thằng hack rồi. Là bắn xuyên tường mà lại đập vụt thằng hack kia. Cứu tôi. Nó cứu kìa. Nó cứu mình ăn hack rồi. Được thằng hack một lần thôi em ạ. À, đồng đội nó cứu cả. Ui trời ơi, chít vào kill luôn. Anh đứng cho siêu nhân cực gắt. Thế đây em ạ. Ok. Nói chung thì anh em không nên kẹp hack hay là hack gì hết nhá. Đấy, mình bắn gục hack thì có đúng lần. Bắn súng sạc đốt phát chết luôn này em ạ. Quá đấy, mình thấy là lúc vừa mới bảo ui mình tưởng là mà giờ mà leo rồi, chết dở rồi, gặp phải mà giờ mà leo rồi. Ai ngờ đâu. Không biết là mấy thanh niên như vậy có bị ban không. Ok. Siêu nhân điện phòng quay nhân phẩm. Ta lăng. Đăng nhập này. Nhân nhận kiếm nhờ, mình nhận kiếm vào đây nha bạn. Đây. Kiếm đấy, đổi đồ cho nó chất lượng nào. Hay là do mình mặc đồ này nhỉ. Mình đổi đồ hay đổi nhân vật nhỉ. Đổi luôn nhân vật đi chứ. Sợ gì. Đổi luôn nhân vật đi này. Ấy không kịp đổi nha bạn, thôi kệ đi. Thế mình chơi cờ lu thôi. Hy vọng lại đừng gặp mấy anh siêu nhân nữa. Gặp mấy anh siêu nhân quên lại lắm em à. Ok, hy vọng đừng gặp mấy anh siêu nhân nữa. Ôi dìa. Hai có đồ thì cũng có một trận đấu bình thường rồi em ạ. Dạo này gặp nhiều siêu nhân quá. Sợ quá em ạ. Siêu nhân gặp nhiều như thế này là tí ra bắn là dở đây em ạ. Đôi cánh tự do. Vèo. Không biết anh em có cánh được chưa. Cái này thì cái này thực ra cái bộ của cái cánh đồ cái cánh của anh, thực ra cái này là cái bộ lô. À được. Cái bọn này chơi đứng ở trên nắp, sao đồng đội chết kìa. Siêu nhân hả? Anh đi thôi. Thôi. Một bé. Hai bé. Ba bé. Đứng im gần mắt đi. Ba bé này như người bé này. Thằng tên này tự nhiên. Bốn bé quá là kiểu. Quá là điều bình thường luôn nhá. Quá nhiều. Ok niệm nha. Sai. Lâu lâu mình phải ngồi mình gánh tim, gánh khét này lẹt với đồng bộ ăn. Đấy gánh tim, gánh tim và trách nhiệm của mình là thường ngày rồi. Đấy nên là quá trình điện thoại của mình thì nó cũng hơi cực ở chỗ là phải gánh tim. Và gờ hưng chi. Ok.
với chút tưởng anh này nó anh mà anh hơn bé ơi nhá. Nói chung địch thì có lẽ là hơi khinh thường em ạ. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Người khác có thể khinh thường lại bạn, còn kia cần chung chơi bắt được người khác. First blood. Chui vào góc này. Chết luôn hai em. Mình bảo rồi, súng sạc giờ đang to lắm. Địch tới gian mịn, địch tới gian mịn, địch ơ. Bắn 3 viên như thế, 2 viên như thế mà cũng nhạo kìa. Rồi qua sự thằng này chứ. Nhờn, 1 viên. Đấy, không có giáp thì súng sạc, cần 1 viên là ăn liền. Tôi đây không chờ bắn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Cho những đám tiêu qua hóa đi. Trời ơi. Quá đi gớm. Quá đi gớm em ạ. Trời ơi. Liệu mình thử luôn nhá. Trời này đi cậy không có cửa với mình rồi. Cứ mỗi lần như thế à, xuống này mình khuyên anh em có tiền là nên mua súng sạc ấy. Chẳng trước chẳng nãy địch bắn được vài viên này ạ. Mình khuyên anh em nên mua súng sạc. Mình súng sạc đàn nó quá to à. Không biết là mình âm nhạc cái này đừng có sửa lỗi nha. Vì súng sạc mặc dù đang to nhưng mà phải dí này. Lúc mới ra mắt cậu này bình thường khỏe áp. Bị giảm một lần rồi. Hy vọng mình giống M887. Giống M887 là rõ đây em ạ. Hay là Crono không vậy? Hay à. Thằng danh con này. Ui đó, ui giời. Ui, mình khinh thường kẻ địch quá anh em ơi. Mình cứ nghĩ là súng giặc bắn xa cũng được. Rồi, xong anh em ạ. 2 rồi. Cuối ở trên đây rồi. Quả đấy mình chơi hơi tham lam, hơi ngu dốt đi em ạ. Giờ mình khinh thường, ôi xong rồi. Rồi xong luôn. Anh em cố lên đi em ơi, đừng có rơi. Dại dột mà rơi xuống đi đấy. Nghe yeah, quả đấy mình hơi kính đỏ dưới. Biết là ở trên rồi nhưng chỗ mô. Đỏ dưới. Đỏ dưới anh em ạ. Không thật. Anh chỗ mô mình. Đỏ dưới anh em ạ. Không phải. Rồi xong luôn. À, sao giờ game Garena cày là có tướng miễn phí luôn nên em ạ, hào hán quá. Là dán học à. Úi giời. Anh em một cậu khinh thường kẻ địch luôn rồi. Trời. Nói đam đi ạ. Anh em ơi. Úi giời mát này. Mát này thì không vĩnh cái đam mũ. Có nên chơi súng sạc không nhỉ? Chơi súng mới đi. Chơi cả súng mới đi. G6 em ạ. G36. Không này bắn giữa xa và gần được đấy. Đầu tiên là bắn người mấy viên đầu. Đấy, bắn nhanh chưa? Đấy, không này bắn xa và gần được. Thế mới là hào hán đi. Nhân tố gánh team em ạ. Ok. Ở trong team này thì mình gánh được. Team này là chết rồi, chắc chắn là chết rồi. Team này mình gánh được. Gánh được, gánh được. Địch không quá khỏe đâu. Đồng đội thì cũng tạm ổn. Ai à, thằng gì còn này. Bắn nó đi, đúng rồi, heo đi. Hay. Còn thằng móc đít kìa. Có hai thằng móc đít luôn. Chuyển sang dạng bắn gần đây em ơi. Mình thấy thằng nào đó. Bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua. Nơi đây là bóng ai đó. Và nơi đây anh em qua đây nào. Có lính như này bạn. Có lính nên dọn rồi. Ok anh em. Đừng để hẹo như thế chứ. Địch nó bắn đầu. Mình nghĩ mình nên xuống thôi. Nó cứu luôn thằng kia rồi. Thôi anh sao nào. Thôi xuống bắn nhau với đồng đội thôi. First blood. Xuống đồng đội thôi nha bạn. Chứ cứ cái đà này thì ăn cóc khô lại được địch nha bạn. Phải từ sớm bắn nhau thôi. Không thể đứng ở trên nhà bắn nhau được. Cậu này chính ra xa và gần đấy em ạ. Đấy gần bắn rất là nhanh mà xa bắn cũng rất là bình thường. Mình nhận ra rằng khẩu với khẩu suất gắn nó bắn nó búp khỏe. À tao đoán đi. Rồi ui vỡ đầu rồi. Khẩu này lỗi đam rồi. À không còn thì còn một tí máu nha em ạ. Rồi xong. Xong luôn nên em ạ, giết vũ trụ chắc ngoan rồi. Ôi được, hay. Ôi trời này có thông sơn là sao mình không mua nhỉ? Ờ có thông sơn mà. Yeah, tự nhiên huân xin ngự. Ok, cầm thông sơn nên em ạ. À thôi hay quá, này cầm súng sạc nhỉ. Súng sạc đi. Hãy nghe theo con tim chứ đừng nghe theo lý trí nhỉ ạ. Đừng nghe theo lý trí. Ok, lý trí bảo mình rằng hãy chọn sơn gần súng sạc. Bởi vì súng sạc trong map này khá là gần, chỉ cần thủ ngồi trong nhà. Ngồi trong nhà dí súng sạc là kiểu gì cũng được. Hy vọng Banana bỏ cái kiểu như là mình dí một lúc sau là cái vòng mờ đi rồi mình không dí được nữa. Bỏ cái đấy đi để chúng tôi còn gắt chém với thanh niên siêu nhân chứ. Bắn được siêu nhân rồi nhưng mà lại chạy về nó cứu. Thông minh quá.
thằng qua đây luôn. Nó bắn mình đấy. Ô sao đồng đội bị hạ cả. Cẩn thận cái địch. Mẹ địch có đứa trên súng sạc kìa. Hay à, không biết đang đứng ở đâu ta. Ngay chỗ đồng đội mình hẹo à. Ô đồng đội mình lên trên tầng à. Nó xuống rồi. Đây là còn một tính đè nó tọc lại lúc mày. Rồi xong rồi, trận này địch nó đông quá anh em ạ. Mình không có cửa để ăn lại rồi. Không, không phải mình không có cửa mà mình luôn luôn có cửa, nhưng mà mình thiếu keo. À không, mình không thiếu keo. Ừ, mình có 3 quả keo mà lo gì. Cầm tiếp xuống đây rồi. Nhưng mà có thằng trên nóc, mình không dám đẩy xuống. Đấy, giả vờ không quan tâm. Mẹ bắn kìa. Ui, không được anh em ạ. Mẹ địch đông quá đi thôi, không ăn được. Yeah, phải nói là cầm súng sạc khó cân tim hơn anh em ạ. Thôi, khó rồi, không thể chơi súng sạc được nữa. Mình muốn chơi súng sạc cân tim nhưng mà hơi khó rồi. Mua thêm khẩu súng sạc đi. Đấy, súng sạc này thông bắn gần, còn giờ thông sơn là sẽ để bắn xa anh em ạ. Ok, nãy là mình không chuẩn bị hết tất cả các khẩu súng được ấy. Ok nhá, trận này mà để thua là cày lắm đấy nhá. Ok, bắn nghiêm túc này, không thể để thua nữa. Nói chung thì muốn cân tim giờ cũng hơi khó. Mình phải cân bốn cơ, mình phải giữ cho đồng đội sống tạm thời một khoảng thời gian cơ. Đồng đội đừng có đẩy lên mạnh quá, như mặc dù mấy bạn này bắn cũng tạm ổn thôi, nhưng mà đẩy lên mạnh quá, đẩy lên hơi mạnh quá. Đẩy lên mạnh quá thì thường hay hẹo sớm á. Thằng địch nó đâu nhỉ? Bắn hậu. Ai thằng nó bắn đi. À cái thằng nó đứng ở kia kìa em. Ai tuổi gì bắn? Ai à? Thì đấy. Ui xong, thời xong, thành hình zip vũ trụ. Ok, chơi nghiêm túc này. First blood. Ngồi xuống anh em ạ. Ai à, địch ra cái kia hết rồi. Bin ơi, đừng hẹo Bin ơi. Bắn nổ đầu vào thằng cái. Ok, không thể để mất thêm một giọt máu nào nữa anh em ạ. Giờ mình đang rất là yếu rồi. Đã thấy còn hết máu chứ. Ok. Lên đi chơi lại. Nó về từ phía rồi, nó còn có cái đờ. Xuống thôi. Ok được rồi. Ông đi chơi PC này. Piu. Mẹ nó chặt keo kìa. Sai. Đẳng cấp. Quá là điều bình thường luôn chứ. Đấy sai. Nó phải gánh tim như thế nhưng mà. Phải gánh tim như thế nó mới có thể cân tim được. Nào. Ai cần ông này? Cho này. Đấy cho này. Đấy nhá, cho sạc nhá. Chơi gần đâu ra đây nè bạn. Chơi đâu ra rồi. Mua họ luôn này. Mình là người giàu mà, mình phải bố thí đi chứ. Phải biết bố thí nha mà. Đấy, bố thí cho thí chủ. Ok, 12 kill ở trận này mình làm gọi hết kinh địch nhá. Team phải bắn họ mình tít. Bởi vì là mình không thể là một mình cân team mãi được. Hơi khó. Hơi sao mà địch hơi ngáo một tí để rồi. Cơ hội. Trùm đạn đây. Địch xuống phát là nổ đùm phát này. Ơ, không mất rồi nó nè. Nhờ để chết chú con. Anh em cố lên đừng để chúng nó bắn hẹo hết nhá. Phải chết cha nhưng tối anh tim không để chết được. Nó xuống rồi. Hay. Hay con chim. Bắn đúng là bắn đúng đi. Hay lắm. Đúng là con trai của ta. Đừng để tim mình nó bắn chết hết nhá. Một thằng nó bắn chết hết là sợ đấy. Này nhờn. Sạch. Con chim. Còn một tiếng nữa thôi để rồi. Ôi sạch. Bọn anh em đứng ở trên đường đây. Mình thì phải bắn nhau dưới nhỉ. Xinh. Sao? Ô sao? Lật kèo. Yeah. Lật kèo. Yeah. Lật kèo em ơi.
vệ sinh đấy. Boom, 12, 7, 13 kêu lên anh em ạ. Mày gọi là gánh tim thì mới thành điện thoại đấy anh em ạ. Hạ lục hàng loạt luôn. Và thôi, chắc kênh của mình đây là kết thúc các bạn. Nếu mà là người like, bạn thì người like mình xem ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.